Hey hey hey, xin chào. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn quyển sách Đi tìm lẽ sống của tác giả Viktor Frankl. Nào, cùng mình unbox quyển sách này nhé. Đi tìm lẽ sống là một cuốn sách ghi lại những trải nghiệm của Viktor Frankl trong trại tập trung Auschwitz. Nó chắc chắn sẽ giúp độc giả có cách nhìn mới về lý do mà mình tồn tại. Trại tập trung Đức Quốc xã là cơn ác mộng kinh hoàng cho bất cứ ai, bởi đó là một nơi địa ngục trần gian, khiến con người phải trải qua những giây phút khốn cùng về cả thể xác lẫn tâm hồn. Ở đây, con người ta không chỉ bị bóc lột, hành hạ nặng nề, mà họ còn phải gánh chịu những đả kích về tâm lý. Đó là sự sợ hãi, đau đớn, mất hy vọng và lầm lạc lẽ sống. Kể cả đến khi trở ra được khỏi trại tập trung đó, con người ta nhận ra rằng chẳng còn ai ở ngoài đó đợi chờ mình. Tất cả gia đình mình đều không còn nữa. Chính những đả kích này đã khiến con người ta hoàn toàn mất đi lý do tồn tại của chính mình. Viktor Frankl cũng là một nạn nhân của trại tập trung đó, nhưng không hề mất đi hy vọng vào cuộc sống. Ông đã chọn cho mình một thái độ sống lạc quan. Ông tin rằng cho dù cuộc đời có cay đắng đến đâu thì nó vẫn luôn tiềm ẩn một ý nghĩa nào đó. Ý nghĩa cuộc sống có thể tìm thấy trong mọi khoảnh khắc, và cuộc sống không bao giờ mất đi ý nghĩa, ngay cả khi chúng ta phải chịu đựng đau khổ và đối mặt với cái chết. Đi tìm lẽ sống là một cuốn sách kinh điển của thời đại, cũng có thể gọi là một cuốn sách về tâm lý học. Nó bao gồm hai phần chính: trải nghiệm của tác giả trong trại tập trung và những sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Liệu pháp được tác giả đúc rút ra từ những trải nghiệm mà ông đã trải qua trong những ngày tháng kinh khủng ở trại tập trung. Ông quan niệm, nếu một người không thể thay đổi hoàn cảnh khiến mình đau khổ, thì người đó vẫn có thể chọn cho mình một thái độ sống